ra mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người đi tô màu cho một bức tranh có in hình là hai nhân vật trong phim Simpson. Đó chính là nhân vật Bart Simpson và nhân vật Lisa Simpson đang chơi đùa cùng với nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho hai nhân vật này của mình nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Phần đầu của hai nhân vật này thì mình đã đều tô màu vàng hết nha. Mình sẽ dùng bộ màu Doraemon để mình tô màu. Ok nha. Mình sẽ dùng bộ màu Doraemon nha. Mình sẽ tô màu cho đầu hai nhân vật này màu vàng. Đây nha, phần mắt thì mình sẽ không cần tô màu đâu nha mọi người. Phần đầu bên đây của nhân vật Lisa mình sẽ tô màu luôn, màu vàng. Các nhân vật trong phim The Simpsons ấy thì đầu nó đều là màu vàng cả, mắt sẽ không cần tô màu. Đây mình ra tô màu cho phần đầu nha. Tiếp đến là phần vòng cổ. Vòng cổ của Lisa tô màu đỏ. Phần áo thì như có nhân vật ba Simpson thì mình sẽ tô màu xanh nha. Bật như là nó mới mát nhỉ. Trời ơi, 20 mà chẳng ăn thua. Không biết bật. Vừa rồi anh Long ở đây không bảo Long chỉnh, quên mất. Phần áo này mình sẽ tô màu xanh nha. Phần áo của nhân vật Lisa này mình sẽ tô màu hồng. Nóng vãi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review một sản phẩm, đó là một chiếc giỏ quà. Màu nhé.
Ok nha. Bây giờ đến phần áo của nhân vật này, mình sẽ tô màu hồng nha. Áo này mình tô màu hồng. Phần tay, phần tay của hai nhân vật này mình sẽ tô màu vàng. Đây mình sẽ tô phần tay màu vàng hết nha. Tay của nhân vật ba Simpson này mình cũng sẽ tô màu vàng luôn. Ok nha mọi người, đây là mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo cách tô màu này của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video tô màu ngày hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tô màu tiếp theo. Đừng quên ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách cho mình xin một like, một lượt share cũng như là đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Bye bye.